Ôi sao con bắt hay vậy? Có ai chỉ con bắt không? Không. À, con cá này cũng gần hơn nửa ký à. Tại là muốn để ổng là nhà tài trợ bên trong muốn tôi đó, rồi là ổng lên ổng gặp nó ấy ngoài rồi ổng nói mày ơi mày vô đây mày sống đi không xịt không chài rồi có thức ăn ăn nữa thì tự nhiên nó ổng mời nó vô đó. Rồi hôm nay là cũng là gần 2 tuần nay rồi. Cô bác với anh chị sẽ thấy hai cô chú ở đây khá là lớn tuổi, nhưng mà thời điểm này là hơn 12 giờ nhưng mà hai cô chú vẫn xách thức ăn cho cá ăn. Mình xách như thế mình có mệt không chú à? Cũng mệt. Không mệt. Không mệt nha. Mệt nhọc gì hết. Dạ. Mình không có nghĩ ngợi cái chuyện mệt nhọc ra sao hết. Bên mình giúp cho nó rồi, mình phải trì trí cố gắng. Rồi mình thấy mình sắc như thế thì mình có vui hơn không? Vui chứ. Mình không có sắc thì mình sợ nó đói tội nghiệp đó. Dạ. Mình sợ nó nói khác đó. Dạ. Mình phải tu bổ nó thêm. Ăn đi cá. Ôi, nó nghe lời mình nó lên nó ăn. Từ nhà bây giờ con xin phép cô chú con qua đây nha. Con xuống cây cầu kia. Không biết thì trước đây thì nhà anh Đặng có đông khách giống như thế này không, nhưng mà có khá là nhiều người là hiếu kỳ lại đây hả chị hả? Ôi anh là lấy thức ăn lần kia. Bây giờ mình qua bên đó đi đường nào vậy? Dạ bây giờ con có thể bắt cá được không? Bắt một cái con cá màu đen cho chú coi nha. Nó con sợ nó không? Thức ăn không thấy. Thì mong là các loài cá này nó sẽ thương mình và nó sẽ cho mình quay một cái thước phim ý nghĩa. Anh Đặng ơi, anh Đặng, không biết là như thế nào nhưng mà từ ngày cá lên giờ anh thấy vui nhiều không? Chưa. Bây giờ mình con gọi nó vô đi. Lại không con? Đây là bên kia là một cái kinh. Thì cái kinh này nó nhỏ thôi, chắc là không lớn lắm. Ôi không phải là cá nuôi nhưng mà tại sao chúng nó lại dạng vậy ta? Ôi đây có một cái con cá màu trắng. Mình có thể bắt nó được hả chị? Cá nó sẽ quẩy, có thể là nước nó sẽ dính cái camera. Nhưng mà Bùi Hồ bắt thử một con nha. Đụng nó được nhưng mà không quen bắt á. Ngộ lắm luôn trời. Nói chung là rất là hiếu kỳ khi mà gặp những con cá như thế này. Nó biết mình thân thiện với nó hả anh Đặng? Trời. Ôi dạ. Không, chú đem thức ăn chút á. Dạ. Thấy nó nhiều quá không biết bắt sao. Chạp đầu á. Dạ mình giải thức ăn chút lại nó mới ăn rồi mình vỡ. Cô bác của anh chị thấy lạ không? Ngay cả cá mà nuôi ở trong ao á thì nó sẽ không dạng giống như thế này. Chắc tại vì cá ở đây nó sẽ biết mình không làm ảnh hưởng gì đến nó. Nên nó có vẻ là khá là thân thiện khi mà mình thọt tay xuống bắt nó. Cái cách bắt thì Bùi Hồ bắt chưa có quen nên tụi nó vẫn còn thường dậy. Nhưng mà lát nữa có một cái em trai ở đây thì như thế nào bác? Ở em trai đó xuống chưa? Đang xúc thức ăn xuống này. Con bắt con cá màu đen được không? Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 12 tuổi. Ồ vậy hả? Ôi ơi. Kim cho đèn ơi. Đâu ơi, con bắt rồi con đưa chú cảm nhận nó được không? Cái nhà con.
Có nghĩa là cá nhiều hơn nước á. Ôi thôi. Mình làm sao đừng cho nó đau nhé. Đâu 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 cho chú rồi. Con nó đang ăn nghiệp nó không. À, đây là một loài cá nó được giống như là cá ba sa vậy. Cá cha. Cá cha hả? Cá cha cục hơn. À cá cha hả? Con cá này thì nó ở trên lưng nó màu xanh xanh ta. Thôi ta thả người xuống nha. Ôi sao con bắt hay vậy? Có ai chỉ con bắt không? Không. Ê, con cá này cũng gần hơn nửa ký à. Ký hả chị hả? Ôi nó vẫn còn thức ăn ở trong cái miệng đó nè. Có phải là loài cá thần không vậy? Ờ, lạ lắm luôn. Rồi ta sẽ thả mày xuống. Con đợi nó vô hả? Đợi bắt con cá màu đen ha. Nó hiếp lắm. Nó hiếp vô này đó. Dạ. Sáng bắt hơn cá rồi. Ồ vậy hả? Con tên gì? Dạ tên Đinh. Nhiêu tuổi vậy? Năm nay 12. Ôi ôi, ở đây có ai bắt được không hay là chỉ có mình con bắt mới được? Có nhiều người bắt. Đứng như nhất cái ngoài giải xung quanh cho chú quay phim cho coi. Ôi 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 bước chân về đụng nó luôn á. Ở ngoài này còn nữa không hay hết rồi? Không. Hết rồi con. Này được không? Kìa có một cái con cá màu đen đó hả? Dạ con cá đen. Tụi nó mặc dù là mình bắt nó thì nó quẩy nhưng mà nó vẫn thường vô lại đây rất là nhiều. Nó đang bò lại đó đúng không? Dạ đang xuống xuống. Này con lên, đâu? Đâu? Thấy ở đây nè. Thấy con. Mình có biết. Cá đen nè, cá đen nè, cá đen nè. Trời ơi, cá nhiều hơn nước. Nuôi bên ơi. Đó anh ở đâu vậy? Em ở Đồng Tháp anh. Ở Đồng Tháp hả? Dạ. Thôi con cá đen nó đen nó đen sống sống nó nổi gắn lai vậy đó. Đây nè, đây nè, cái đen đây nè. Đi ra. Cái không hiểu tại sao thì ý nó có thể bắt cá một cách thuần thục và dễ dàng như thế ý ha. Đó, đúng luôn, gì con? Ôi. Ôi đưa chú coi cái, đưa chú xem mày. Sao con bắt được vậy? Ôm đầu kiếm săn. Không theo cách con chuyện. Cá này thì nó rất là mập luôn nè. Con cá nó tròn nó mập. Mời được giới thiệu cá ngon nghe không nội. Cá mà nuôi ngoài sông nè, cá trắng, cá thiên nhiên trắng, tiền da trắng rồi mỡ nữa được đó. Mỡ cái đuôi. Con leo mẹ luôn, cá leo con leo. Con không nhắc tay à? Dạ. Con không nhắc tay hả? Không. Ừ. Bây giờ hai chú cháu mình sẽ bắt một con nha. Nha. Để tặng tay mình bắt được một con cá nha. Cho chú này thôi đừng bắt nữa để cho nó. Đừng quay cho chân nước máy nha. Đừng bắt nha, thôi đừng có bắt nha, để cho nó ăn cho chú đây. Nhiều đây nữa, bắt nó ra nước chú. Cá bự cưới. Mình thấy cá bự tao bắt nè. Mình thấy tao bắt tay với cá chưa? Đâu thấy. Nè. Ừ.
Như thế này là cái này, đây là cái nhà mình hay sao anh? Đây là cái chạy. Dạ. Không có nhà thì ở trên đó. Ờ, cái nhà anh thì ở trên này đây. Đây là cái nhà anh, còn đây chỉ là cái trại. Dạ. À, cái trại này là nó có trước cá hay là sau cá anh hả? Có trước cá. Rồi sau này mình mới cắt thêm khúc nữa, nông thêm. Dạ. Trước nó có một khúc này nè. Mình cắt ở dưới đây để mình nghỉ mát buổi trưa rồi thôi. Mát còn có tận dưới ra để sắc cho muốn với cho ăn dưới á. Về nước còn thởm còn kiệt ra cho ăn thắng dưới. Cái cũng có thuận lợi hơn. Dạ, anh dạ. Có thể kể cho em nghe một số chuyện được không? Thì nói chung thì nó ngay thằng cháu tụi bà hổm thì cái dạng như là nó cái dạng nó bị té mà nó bị gãy tay nè. Dạ. Rồi là xuống dưới là nếu mà bên nhà thương huyện Phú Đăng Long Xuyên á, dạ. Nếu mà người ta nói là cái dạng nếu mà tính phan bắt inox vô, nhưng mà nó nghe cũng gian giấy này kia được, cũng còn huyện nó kia đồ là được, là nó về nó đâm bột là nó liền ra luôn đó, hồi nãy nhỏ xuống sông đó. Ồ, vậy hả? Cũng được. Là mình khỏi khỏi cần bắt inox luôn hả? Dạ, khỏi bắt inox. Băng là, bột là liền luôn. Liền luôn. Dạ, cho cái hồi trước nó bung cái khớp này luôn nè. Rồi siêu âm thì thấy nó hở ra xa rồi, bác sĩ tao nói nếu mà tôi lặn vô không được thì tất nhiên là phải phan mở mổ xẻ ra rồi phải phan ốc. Nhưng mà được thấy được có may mắn đâu cũng được vượt qua. Rồi làm ăn thấy cũng thuận lợi. Thì nói ngay chưa có mà nghĩ tới đó thì nói chung thì mình cái dạng tới đâu hay tới đó, chứ cái dạng thì mình cũng đang là lo cho nó ăn đây hàng ngày thì kia đều cũng được lúc nào hay lúc ấy. Dạ. Em thấy số lượng mà khách đến đây cũng khá là nhiều. Dạ. Khi mà khoảng tầm một tiếng nay vào thời bữa trưa nhưng mà khách họ hiếu kỳ đến đây rất là nhiều. Vậy thì nó có gây cho anh một cái sự phiền tối mệt nhọc gì không anh? Không, cũng rất thoải mái. Bởi vì nói chung thì là bà con cũng muốn tham quan mình được biết thì mình rất là tầm đắc chỗ đó chứ không có buồn phiền gì trơn á. Rất vui vẻ. Dạ. Dạ. Anh năm nay thì bao nhiêu tuổi anh Đặng ha? 50 rồi. Dạ. Trước đây thì ở An Giang mình thì em thấy một cái hiện tượng rất là lạ là nhà của người dân thì đến nay cái trường hợp của nhà anh là trường hợp thứ ba. Yeah. Mà số lượng cá của nhà anh thì nó đều đồng một kích cỡ. Yeah. Còn ở những cái nơi khác thì cá nó kích cỡ lớn khác nhỏ khác nhau và nó ở rất là lâu. Yeah. Thì anh khi mà nếu như mà đàn cá này nó có duyên mình thì nó ở lâu, còn nếu như mà nó ấy thì anh có buồn nó đi chỗ khác thì anh có buồn lắm không? Dĩ nhiên phải buồn rồi đó. Dạ, mình cũng muốn duy trì cho nó ở với mình đó, cho nó lâu, dài lâu. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ. Tại vì trong cái quá trình này thì em gặp những cái loài cá như anh chia sẻ, đó là những loài con cá màu đen. Dạ. Màu đen sẫm mà không có đôi mắt. Dạ. Rồi những con cá màu hồng nữa thì trước giờ anh có gặp loại cá đó ở ngoài thị trường mình người ta bán không ạ? Nói chung là tôi cũng chưa từng thấy nữa. Dạ. Nói chung là không có nuôi mà đều hồi nào giờ cũng chưa từng thấy. Rồi có lần này nó nuôi nó mới gặp nó thôi chứ hồi nào giờ là cấp hồi nhỏ tới giờ thì chưa thấy lần nào hết. Cái những cái con cá màu đen hay là những con cá màu hồng nữa đó là nó đã vô lâu chưa cùng lượt với loại những loài cá kia hay là vô cá sao? Cá đen nó đầu tiên thì nó có vô 4 con trước. Rồi là cá bò hồng nó mới vô sau nè. Ông chú Út nằm đó đó, ổng tại là muốn đây, ổng là nhà tài trợ bên rau muống tôi đó. Dạ. Rồi là ổng lên ổng gặp nó ấy ngoài rồi ổng nói mày ơi mày vô đây mày rồi sống đi không xịt không chài rồi có thức ăn ăn nữa thì tự nhiên nó ông mời nó vô đó. Rồi hôm nay là cũng là gần 2 tuần nay rồi. Ôi. Là một ngày đúng không? À, tại vì em gặp những nơi khác thì cá cũng rất là nhiều, kích cỡ nó khác nhau nè. Dạ. Và không có cá nhiều màu giống như ở chỗ cái nơi anh. Dạ. Chắc có lẽ là hữu duyên anh ha. Dạ. Con cá kia nó không lên. Không lên luôn rồi. Đây đây không? Dưới này nè. Nó kìa cá đó lớn. Đây nè, có con này nè. Chú sách quan chú sách quan chú. Cái này để cái mặt không nó mấy cái. Trời ơi. Trời ơi. À, cô bác với anh chị, à, nãy giờ thì Ý cũng cố gắng bắt cá nhưng mà đợi con cá đe, con cá tra mà màu đen á, theo mọi người nói thì nó không có mắt nhưng mà cũng khá lâu, nó tụi nó không có duyên hay sao, tụi nó không có vô. Ý ơi, dạ. Quay chào mọi người cái ơi. Chào. Ở đây thì khi mà đến nhà của anh Đặng ở xã Phú Quế, huyện ấp Phú Quế, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thì đến đây mọi người có thể ngắm cá và có thể chơi đùa cùng với cá một cách rất là thân thiện như thế này nè.
hả? Trời ơi, có khi nào mà thấy cá nó thân thiện như vậy không?